Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023. Quý khán thính giả biết ở bên Mỹ họ nói có hai nỗi sợ. Nỗi sợ thứ nhất họ gọi là Islamophobia, tức là sợ người Hồi giáo. Thấy người Hồi giáo họ e ngại Hồi giáo hung hăng, cực đoan và gây tai họa cả thế giới. Mỹ rất sợ Hồi giáo, Islamophobia. Còn có một cái từ thứ hai nữa, đó là Russophobia. Russophobia tức là sợ Nga. Bây giờ sợ Nga. Tôi không biết về vấn đề mà sợ Trung Quốc thì sẽ phải dùng cái từ gì bây giờ, nhưng mà chỉ biết có cái từ gọi là Russophobia. Trong mấy tuần qua, khi mà Tổng thống Joseph Biden bày tỏ nỗi lo sợ với Nga, phải yểm trợ cho Ukraine có tài chánh và vũ khí để đấu lại với Nga, mà không được thì ông cho rằng là coi chừng Nga sẽ đánh cả NATO. Ông nói như thế. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, tức là cách đây khoảng chừng một tuần, thì Quốc hội của Mỹ khi ấy không có thông qua một xu cắt bạc nào cho Ukraine, dầu rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đích thân đến tận nơi để mà cầu khẩn và trình bày thua thiệt như thế nào. Nhưng mà các vị dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang của Mỹ thuộc đảng Cộng hòa không chấp nhận, thì Tổng thống Joseph Biden nói, thấy chưa, chứ gì mà đảng Cộng hòa đã tặng quà Christmas, tức là tặng quà Noel cho ông Vladimir Putin rồi. Tôi nói rồi, nếu mà Ukraine thua và Nga thắng ở tại Ukraine thì ông Putin có thể đánh luôn cả các nước ở trong khối NATO, ở trong Liên Hợp. Tổng thống Joseph Biden nói chuyện này là tại vì chúng ta thấy là nước Hà Lan nè và Thụy Điển nè nói rằng là dự trù cho phép các chiến đấu cơ F-16 mà họ nói họ tặng cho Ukraine cất cánh từ đường băng, tức là phi đạo của phi trường ở của họ đó, để mà tấn công Nga. Thì bên phía của Nga, Tổng thống Putin đã nói rồi, đó là hành động khiêu chiến của NATO và ông đã ứng xử rất quân tử. Nếu mà NATO khiêu chiến tôi thì tôi đánh Đánh đây là đánh những nước mà cho Ukraine sử dụng đường băng cất cánh các chiếc chiến đấu cơ F-16. Và vì như vậy nên những nước đó bây giờ là e ngại. Thì Tổng thống Biden mới dùng câu nói đó, nói rằng là đó, ông Putin ông sắp sửa đánh NATO. Hôm Chủ nhật vừa qua, tức là ngày 17 tháng 12, cách đây 2 hôm, Tổng thống Putin có lên trên chương trình TV của nước Nga, chương trình lớn nhất, chương trình quốc gia, đó là chương trình Russia. Ông có trả lời về vấn đề này cho Tổng thống Biden. Ông nói, nực cười, nonsense, không có ý nghĩa gì hết. Làm gì mà có cảnh Nga đánh NATO trước, không có đâu. Chỉ khi nào mà NATO khiêu chiến với nước Nga thì Nga phải tự vệ thôi. Như là NATO đã muốn sử dụng mà đất Ukraine để mà đưa các đầu đạn ngắm vào nước Nga thì Nga tự vệ. Nonsense, thật là nực cười, không có ý nghĩa gì hết. Nước Nga đâu có nhu cầu để mà gây chiến với NATO. Về vấn đề địa thế cũng không có quyền lợi, về vấn đề kinh tế cũng không có quyền lợi, về vấn đề chính trị cũng không có quyền lợi, thì tại sao lại phải đánh NATO? Nhận định của Tổng thống Biden rất là nực cười. Đó là phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trả lời cho cái sự sợ hãi của Tổng thống Biden đối với ông và đối với nước Nga. Đối với ông thì đó là cá nhân, nhưng mà đối với nước Nga là Russophobia. Thì ông cho rằng đó là rất là nực cười. Ông nói rằng là ông ấy có thể
sử dụng về vấn đề mà sợ hãi như thế để mà lèo lái dư luận về các chính sách trong khu vực cũng như là cuộc bầu cử. Nhưng mà điều đó là không có ý nghĩa gì hết, vì nước Nga không có lý do, không có quyền lợi, không có một cái gì nơi đây hết để mà tự nhiên cái đánh các nước trong khối NATO để làm gì. Xin Tổng thống Biden hãy trả lời đi, đừng có vì cái lý do cá nhân của mình, vì cái sợ hãi của mình mà đưa ra những cái luận điệu sai lầm như thế. Quý khán giả đã biết rồi là Tổng thống Biden đang trong cái cơn sợ hãi. Cơn sợ hãi là có thể là vì cái cuộc chiến ở Ukraine mà ông đã tốn rất nhiều tiền, 110 mấy tỷ Mỹ Kim cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, cuối cùng không được gì hết. Nói là làm suy yếu nước Nga như lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tướng Lloyd Austin. Nhưng nước Nga đâu có suy yếu đâu. Về kinh tế đó, nước Nga vẫn cứ phát triển như thường. Vì sao? Cấm vận nước Nga thì Nga bán dầu hỏa cho Ấn Độ. Và phải nói là bán rẻ hơn nhưng mà lại số lượng nhiều hơn. Cái tiền mà tiết kiệm thôi á, là khoảng chừng 7 cho tới 8 tỷ Mỹ Kim. Tiền lời đó mà bán dầu hỏa cho nước Ấn Độ không thôi á, thì kỳ vừa qua người ta nói là tới là hơn 10 tỷ Mỹ Kim luôn. Nói Ấn Độ rồi đến Iran rồi những quốc gia mà người ta nói là trung lập á, người ta ủng hộ Nga, người ta mua dầu hỏa của Nga. Và càng cấm vận nước Nga thì những nước như châu Âu càng khốn đốn, giá cả tăng vùn vụt, chính nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nên Tổng thống Biden rất e ngại nước Nga là vì lý do đó. Tất cả các chính sách gì đó ông đối đầu với nước Nga, theo những nhà phân tích cho rằng các chính sách đó của Tổng thống Biden đã không thành công. Khi mà sử dụng con bài, họ nói là con bài tẩy Zelensky, thì con bài tẩy này thích nổ, nổ sẵn. Chưa đổ ông nghè mà đã đe hàng tổng là cái cách của ông Zelensky. Nên tổng phản công thất bại và cái gì cũng thất bại hết. Mỹ đổ tiền vô như muối bỏ bể, nhưng mà Mỹ có đạt những mục tiêu đối với đồng minh của mình chứ không phải là đối với nước Nga nha. Đối với đồng minh của mình là những quốc gia ở trong khối NATO, ở bên Liên Âu như Pháp, Anh, Đức gì đó. Thì trước đây những nước đó cứ tự cho mình là ngon, không cần đến NATO. Thì thấy cái gì đó ở Ukraine thì họ phải quy phục vào NATO và Mỹ lãnh đạo NATO. Như vậy là Mỹ đè đầu được các đồng minh của mình. Thứ hai là Mỹ thải hết tất cả những cái vũ khí tồn đọng để xây dựng những vũ khí mới, bán vũ khí cho những đồng minh của mình. Hai mục tiêu đó Mỹ đạt được, phải nói như vậy. Còn làm suy yếu nước Nga, mục tiêu kia là không có đạt được. Và chính điều mà các bình luận gia của Mỹ nhìn ra được là chỉ có đạt được quyền lợi đối với đồng minh mình, người ta nói là khai thác trên lưng bạn bè, thì chính sách này không có đi lâu dài được. Chính sách này không có đi lâu dài được và tạo ra một con ngáo ộp, một con gấu Bắc Cực kinh khủng là nước Nga, thì cuối cùng bây giờ cũng không phải như vậy. Nên Tổng thống Putin mới trả lời cái việc mà họ sợ, tức là sợ con gấu Bắc Cực nước Nga đó, Russophobia, đó là do cái sự hoang tưởng của Tổng thống Biden. Chứ nước Nga không có nhu cầu, không có kiếm chuyện với ai hết, kiếm chuyện với nước Nga thì nước Nga tự vệ, và nước Nga sẵn sàng làm cái gì đó rất là quân tử nói trước, chứ không có đánh lén, đánh hèn, cũng không có đánh bày đàn. Là như vậy đó, nước Nga không có đánh bày đàn, dám chơi, dám chịu, nói là làm, chứ không phải kiểu của như nước Mỹ, như kiểu của ông Biden là đổ thừa. Chuyện này chuyện nọ bắt đầu đổ thừa, rõ ràng là đổ thừa. Nên theo báo Al Jazeera của bên Trung Đông, họ nói rằng là Tổng thống Putin đã khẳng định chuyện đó là không hề có chuyện mà nước Nga sẽ tấn công NATO trước. Chỉ trừ trường hợp đó là NATO cho Ukraine
mượn vũ khí hoặc là mượn đất tấn công Nga thì Nga sẽ phản ứng trước. Vì Nga muốn cho các nước ở trong khối NATO đó biết rằng Nga đang có gì đó với Ukraine, muốn tạo Ukraine trở thành vùng đất đệm. Thì các nước khác đừng có mà đánh hùa. Đánh hùa thì bị ăn đòn. Nước nào đánh hùa thì nước đó bị ăn đòn. Còn nói rằng nước Nga tấn công NATO trước là không. Nonsense. Không có ý nghĩa gì hết. Như lời Tổng thống Putin nói rất rõ, nước Nga không có quyền lợi gì khi mà tấn công NATO trước trong vấn đề chính trị, kinh tế cho bất kỳ và địa thế chính trị nữa cũng không có ý nghĩa. Nên đây là một chuyện. Tôi xin đọc tiếng Anh nguyên văn ông nói. It is complete nonsense. Nó là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Biden của nước Mỹ hiểu chuyện đó, nhưng mà Tổng thống Biden vẫn đưa ra những cái nỗi sợ đó là để vì những cái chính sách riêng của Tổng thống Biden. Russia has no reason, no interest, no geopolitical interest, neither economic, political nor military to fight with NATO countries. Nước Nga không có lý do gì, không có quyền lợi gì, không có quyền lợi về địa chính trị, cũng như là về kinh tế, cũng như là về chính trị hoặc là về quân sự, để mà chiến đấu, để mà chống lại hoặc là khiêu chiến hoặc là gây chiến tranh với các quốc gia khối NATO. Đó là quan điểm rất rõ ràng, minh bạch của Tổng thống Putin. Nhưng mà đừng có vì lý do đó mà những quốc gia như là Hà Lan hoặc là Thụy Điển cho phép Ukraine cất cánh từ phi đạo của những quốc gia này để đưa các chiến đấu cơ F-16 mà tấn công Nga thì Nga sẽ phản ứng. Đó là lời cảnh báo rõ ràng, chứ không phải là sau lưng hay lén. Vì cái chiêu mà đánh bầy đàn như vậy thì gấu Bắc Cực Nga sẽ phản ứng rất rõ nét. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Và góc nhìn của tôi, phải nói tôi rất ngưỡng mộ Tổng thống Putin và nước Nga. Vì họ rất là quân tử, đường đường chính chính, chứ không có đánh sau lưng, không đánh lén, đánh hèn, không có chơi chiêu kéo bầy đàn, đánh hôi như thế đâu. Tổng thống Putin quả thật rất là quân tử và đã trả lời thẳng thắn cho Tổng thống Biden hiểu như thế. Chứ ông không có nói đằng sau lưng đâu nha. Ông trả lời thẳng thắn, đáp trả cho Tổng thống Biden biết đừng có làm cái trò tiểu nhân như thế. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.